Thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011, gọi tắt là PCI, vừa được công bố sáng nay, 23 tháng 2 tại Hà Nội. Gần 7.000 doanh nghiệp trong nước tham gia PCI thường niên lần thứ 7 đều đánh giá tốt hơn về chất lượng điều hành nền kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh thành phố của Việt Nam trong năm 2011. Hai tỉnh miền Bắc là Lào Cai và Bắc Ninh vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau những nỗ lực liên tục cải thiện công tác điều hành kinh tế trong nhiều năm qua. Đây là hai thị trường đáng ghi nhận trong việc thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước trong thời gian gần đây. Trong đó, Lào Cai là tỉnh dẫn đầu danh sách chỉ số năng lực cạnh tranh. Lần đầu tiên trong suốt quá trình thực hiện điều tra PCI, cả Bình Dương và Đà Nẵng đều không đứng ở thứ hạng cao nhất. Từ lần đầu tiên công bố vào năm 2005, chỉ số PCI được tiến hành thường niên nhằm đánh giá và xếp hạng chất lượng điều hành của các tỉnh, thành phố thông qua khảo sát cảm nhận của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Qua đó giúp các tỉnh nhìn nhận tình hình và tiếp tục có những cải thiện đúng hướng để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.